Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật nhất vừa diễn ra sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Mộc Châu, Sơn La tăng cường liên kết phát triển du lịch. Lai Châu triển vọng từ mô hình trồng nấm sò tím. Phú Thọ, cuộc dạo chơi với sắc màu. Thông tin thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối chương trình. Trước hết là phần tin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tăng cường kết nối liên ngành liên vùng để thúc đẩy ngành công nghiệp không khói phát triển bền vững. Tính riêng 9 tháng năm 2023, huyện Mộc Châu đã đón trên 1.597.000 lượt du khách, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu xã hội ước đạt trên 1.600 tỷ đồng. Trong hợp tác phát triển du lịch, vai trò của chính quyền là đặt nền móng, hỗ trợ, định hướng và tạo cầu nối. Chính vì vậy, huyện Mộc Châu cũng triển khai đa dạng các hình thức kết nối du lịch, đặc biệt là hình thành các tour du lịch giữa các địa phương để cùng nhau phát triển. Việc đi cùng nhau trong sự phát triển ngành du lịch giữa địa phương với doanh nghiệp và người dân là điều rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Sự kết nối đó cũng sẽ tạo được sức mạnh tổng hợp để đưa du lịch ngày càng vươn xa. Sau hơn 3 năm thực hiện, các mô hình về quản lý rừng cộng đồng ở Điện Biên đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng, hướng tới phát triển rừng gắn với lợi ích kinh tế, tạo việc làm cho người dân. Toàn tỉnh Điện Biên hiện có 33 mô hình quản lý rừng cộng đồng, với tổng diện tích giao đất, giao rừng lên tới hơn 104.000 hecta. Trong tổng số hơn 415.000 hecta rừng hiện có toàn tỉnh, các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức và năng lực quản lý bảo vệ rừng, tạo mối liên kết giữa cộng đồng với các đơn vị lâm nghiệp, giảm xung đột lợi ích từ rừng. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai tốt. Tình hình khai thác, chặt phá rừng trái pháp luật giảm rõ rệt. Đặc biệt, nhận thức của người dân về vai trò của rừng trong cộng đồng đã có sự thay đổi về quyền hưởng lợi cũng như trách nhiệm trong việc quản lý bảo vệ rừng. Đẩy mạnh truyền thông, thời gian qua công tác khám sàng lọc trước và sau sinh trong toàn tỉnh Yên Bái đã và đang được các gia đình bà mẹ mang thai quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng dân số. 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái có gần 4.000 phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh, hơn 5.000 trẻ được sàng lọc sơ sinh. Qua đó, 32 trường hợp mẹ bầu được phát hiện thai nhi có dị tật bất thường, trên 600 trẻ sơ sinh được phát hiện có nguy cơ cao mắc bệnh đã được quản lý theo dõi, tư vấn kịp thời. Ngành y tế cũng đã thực hiện tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân cho trên 20.000 trường hợp. Việc duy trì quản lý theo dõi và tư vấn cho các đối tượng đến sàng lọc điều trị bệnh tan máu bẩm sinh tại 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố. Theo khẳng định của lực lượng chức năng, tình trạng ma túy học đường trên địa bàn tỉnh Hà Giang có dấu hiệu gia tăng, núp bóng, trá hình bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Công tác ngăn ngừa, phòng chống ma túy thâm nhập môi trường học đường hơn lúc nào hết được đẩy lên mức báo động. Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang phối hợp với các địa phương, đơn vị trường học tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với học sinh, sinh viên. Nhiều cơ sở giáo dục dựa vào điều kiện thực tiễn cũng như có những cách làm linh hoạt để giáo dục, trang bị những kiến thức kỹ năng cần thiết hướng các em tránh xa tệ nạn ma túy. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn đối với các đối tượng cung cấp, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Yếu tố đầu tiên dẫn đến nguy cơ ma túy thâm nhập học đường đối với học sinh, sinh viên. Thưa quý vị và các bạn, tận dụng lợi thế về khí hậu, cơ sở vật chất cùng kiến thức và kinh nghiệm trong nghề trồng nấm, thời gian gần đây, người dân ở phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã nuôi trồng thành công nấm sò tím, đem lại thu nhập ổn định. Vốn có kinh nghiệm nhiều năm trong trồng nấm đông trùng hạ thảo, đầu năm 2023, chị Phạm Thị Thư, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, nhận thấy thời gian gần đây có nhiều cơ sở sản xuất nấm này, nên chị đã quyết định chuyển hướng sang trồng nấm phục vụ nhu cầu thực phẩm hàng ngày của người dân với mô hình trồng nấm sò tím. Tôi cũng đi thị trường thì thấy cái nhu cầu thị trường về ăn, về các sản phẩm ăn sạch, các sản phẩm ăn thực dưỡng, thì là tôi có ý tưởng là phát triển thêm về cái nấm sò này. Với quy mô trên 100 m2,
gần 4.000 bịch nấm. Trung bình mỗi ngày, gia đình chị Thư cung cấp ra thị trường trên 50kg nấm thành phẩm, thu về trên 2,5 triệu đồng. Lợi nhuận sau khi trừ đi các loại chi phí khoảng trên 25%. Sản phẩm nấm của gia đình chị Thư được thị trường đón nhận có những phản hồi tích cực, nhiều khi không đáp ứng đủ đơn đặt hàng của khách. Một ngày là chị cung cấp ra thị trường tầm khoảng 20 đến 30 cân nấm trong một ngày. Và khi sử dụng nấm thì khách hàng rất là tin dùng. Khách hàng ăn nấm thứ nhất là sạch, đảm bảo chất lượng, rồi ăn rất là ngon, giòn. Theo chị Phạm Thị Thư, việc trồng nấm sò tím tận dụng tốt nguyên liệu từ gỗ mạt sẵn có, chi phí sản xuất thấp, thời gian cho thu hoạch của mỗi bịch nấm tại vùng có khí hậu mát mẻ kéo dài hơn so với những vùng có khí hậu nóng. Cho nên mô hình này hoàn toàn có thể nhân rộng để phát triển kinh tế. Về cái đầu tư cái sản xuất cái nấm này thì nó cũng không mất nhiều cái chi phí, không mất nhiều cái tiền ban đầu mình bỏ ra. Cái thứ hai là với cái lợi nhuận mà thu lại thì là so với mức nếu như mức bình thường để mình duy trì hàng ngày thì nó cũng vẫn cấp được đủ cho chúng ta là cái chi phí hàng ngày cho chúng ta hơn so với cái mức mà mình nhập cái nguồn gốc ăn đầu. Hiện nay nhu cầu về thực phẩm sạch có giá trị dinh dưỡng nhờ các loại nấm đang rất được người dân quan tâm. Thành công bước đầu của mô hình trồng nấm sò tím trên địa bàn thành phố Lai Châu là một gợi ý tốt cho người dân trong việc tận dụng lợi thế sẵn có từ địa phương để phát triển nghề trồng nấm. Thưa quý vị và các bạn, đối với người yêu hội họa, có lẽ không gì biểu lộ tình yêu cuộc sống rõ hơn những gam màu, những bước chuyển của màu sắc, hình khối, đường nét, cũng giống như những cảm xúc tâm tư của người họa sĩ muốn truyền tải với cuộc đời. Đó có lẽ là điều mà nhiều người sẽ cảm nhận được khi nhìn vào tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Thắng, hội viên Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Gia đình không có người làm nghề, nhưng nhờ niềm say mê và khả năng tự học, những bức tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Thắng đã gây được sự chú ý. Đầu những năm 1970, ông đã trở thành người vẽ pano affix quảng cáo cho những bộ phim tuyên truyền lưu động. Năm 1973, thì tôi có quyết định chính thức là được chuyển vào trong ngành. Cái sau đó ngành thì cử tôi đi học với lớp thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh để có cái khoa là mỹ thuật và tuyên truyền quảng cáo phim. Dạp chiếu bóng thị xã Phú Thọ này xây dựng xong thì là khánh thành vào ngày 5 tháng 4 năm 1974. Thì tôi bắt đầu là tôi đã vẽ ở dạp chiếu bóng. Không đi theo những trường phái hội họa ấn tượng hay siêu thực, ông chọn lối vẽ tranh hiện thực, phản ánh đời sống khách quan. Đối với ông, mỹ thuật là cả cuộc đời, dù có tìm hướng đi nào cũng là để làm tốt hơn con đường mình đã chọn. Hội họa ấy, thì nó là cả một quá trình, đôi khi cả đời thay nghén một tác phẩm, có tác phẩm thì có thể vẽ nhanh, cảm xúc có thể là được ngay, nhưng có những tác phẩm phải 1 năm, 2, 3 năm, 1 năm, 6 năm, có khi là thay nghén một cái nội dung, một đề tài mà người ta định vẽ ghi về cả đời. Kể từ năm 2002 đến năm 2022, họa sĩ Nguyễn Văn Thắng đã có 20 tác phẩm hội họa được trưng bày tại nhiều triển lãm. Nhiều tác phẩm trong số đó được ghi nhận bằng các giải thưởng. Đã gần 70 tuổi, nhưng con đường sáng tác của họa sĩ vẫn không ngơi nghỉ. Dường như càng có tuổi, ông càng say sưa, miệt mài cầm cọ vẽ, đắm đuối cùng với những bức tranh. Tôi tin rằng là trong thời gian tới, anh Thắng ở tuổi này và độ chín lắm rồi. Cộng với lại cái tay nghề có từ ngày xưa, một cái tay nghề rất là trau chuốt trong nghệ thuật, rất bình tĩnh và nhẹ nhàng. Tất cả những cái tranh của anh Thắng vẽ, nó đều rất là trong, nó trong trẻo, nó nhuyễn màu ghê lắm. Cuộc đời họa sĩ Nguyễn Văn Thắng chính là cuộc dạo chơi với những sắc màu. Sắc màu của hội họa đã trở thành một phần không thể tách rời người họa sĩ, góp phần định hình phong cách của người cầm cọ. Và với những gì cống hiến, họa sĩ Nguyễn Văn Thắng đã góp thêm cho hội họa Phú Thọ những gam màu tươi sáng.
Dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2023. Tỉnh Lào Cai sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, đêm về sáng có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Tỉnh Lai Châu sáng có mây vài nơi, trưa chiều hửng nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tỉnh Điện Biên sáng có mây rải rác, trưa chiều có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Tỉnh Sơn La sáng trời nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tỉnh Yên Bái sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, đêm về sáng có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tỉnh Hà Giang sáng có mây vài nơi, trưa chiều hửng nắng, đêm về sáng có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Tỉnh Tuyên Quang sáng nhiều mây, trưa chiều có mưa rông rải rác, vùng núi trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tỉnh Phú Thọ sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực đã khép lại chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.